nay chúng ta lại gặp nhau. Quân nhớ lần đầu tiên gặp nhau là Quân còn đang đuổi mình chạy leo cây ngoài công viên không? Nhớ lắm. Ok, bây giờ mình có một vài câu hỏi để hỏi Quân nhé. Điều gì đã mang Quân đến với cả boxing? Trước khi đến với boxing, em đã tập luyện và thi đấu vào Việt Nam được 2 năm. Cũng nhờ Việt Nam mà em được thầy Tào Đức Cơ mời vào đội boxing nhất để tập luyện. Đây là bé duyên boxing đúng không? Dạ. Thế Quân tập boxing bao nhiêu lâu rồi? Em tập boxing cũng 10 năm rồi. Vậy điểm theo Quân, điểm mạnh của Quân là gì? Điểm mạnh của em thì em thích nghi rất nhanh và em học rất là nhanh. À, thế còn điểm yếu? Điểm yếu thì em nghĩ chắc là không có điểm yếu. Không có điểm yếu luôn. Không có điểm yếu thì đối thủ nó mới không hạ được mình chứ đâu. Nếu mình có điểm yếu thì đối thủ hạ mình rồi. Cái gì ở boxing là thu hút Quân? Dạ, boxing nó thu hút em là nó là cái nghệ thuật chiến đấu mà dựa trên khoa học, đơn giản, hiệu quả. Một ngày bình thường của Quân là nó sẽ như nào? Ngày bình thường của em thì sẽ dậy, thì mình sẽ dậy rồi vệ sinh cá nhân, sau đó thì là nạp một xíu tinh bột để chuẩn bị cho bài tập buổi sáng và thể năng và thể lực, sau đó thì là sẽ đến về nghỉ, ngủ nghỉ, nạp protein, sau đó là ngủ nghỉ đến trưa thì sẽ ra là tập thể lực với lại kỹ thuật với lại chiến thuật. Chứ còn buổi tối? Buổi tối thì mình phải đi chơi, bạn gái sẽ stress chứ. Và sở thích của Quân là gì? Thì ngoài boxing ra thì em cũng rất là mê xe. Mê xe? Xe hai bánh. Xe hai bánh có xe phân khối lớn ấy ạ? Phương có lớn thì vẫn chưa đủ tiền để mua, mình chỉ chơi xe nhỏ thôi. Xe tơ, rồi rider. Mình có về mình độ chế thêm gì không? Dạ cũng không, anh chỉ chạy xe. Xe gì luôn? Thích kiểu siêu tầm, như muốn sở hữu luôn. Vậy món ăn yêu thích là gì? Món ăn yêu thích của Quân á? Em dễ nuôi lắm anh. Dạ, dễ nuôi, dễ ăn. Nói chung là có là ăn, có ăn. Ngon là ăn, dạ. Đúng không? Ngon ăn nhiều, dở là ăn ít. Quân thì sợ điều gì nhất? Em sợ nhất là em sợ chết sớm. chết và khi mình chưa làm được nhiều nguyện vọng trong đời mình muốn. Đúng rồi, mình chưa thực hiện được nguyện vọng của mình, mình đã rời khỏi thế giới này. Dạ. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Vậy thế thủ của Quân là thế thủ của mình cầm mic nhá. Thử làm cái thế thủ của thế thủ của em thì là thế tay thủ. Tay thuận. Tay phải sẽ nằm ở phía sau. Trong hành trình 10 năm theo boxing ấy thì Quân gặp những cái khó khăn gì? Dạ, nói ra thì nó rất là nhiều đó. 10 năm thì có nhiều thăng trầm và cũng may là có được những người đồng đội và tạo điều kiện hỗ trợ cho em. Nên lấy một vài ví dụ đi, cụ thể cái khó khăn mình gặp này. Như khi mà em kết thúc hợp đồng với đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2016-2017 thì có anh Nguyễn Ngọc Hải, anh đã giới thiệu em đến tập luyện ở câu lạc bộ Cookie Buffalo. Và sau đó thì em tập luyện và bây giờ giành được đai giữ tới bây giờ. Có những cái khó khăn nhất là lúc ấy mình đã kết thúc hợp đồng xong rồi mình kiểu là bơ vơ rồi mình... Dạ đúng, anh phải đi làm ở câu lạc bộ ngoài để đi dạy đi thi. Có lẽ để kiếm tiền để duy trì cuộc sống rồi. Dạ đúng, mà vẫn sống được với cái đam mê của mình là bỏ được. Ừ đúng rồi, cái quá trình mà bơ vơ, cái thời gian bơ vơ ấy thực sự rất là mệt mỏi. Dạ. Cuộc sống mà. Cuộc sống. Bảo vệ đai sắp tới thì có ý nghĩa gì đối với Quân? Đối với em thì em thấy em như đang là một tấm gương để cho các bạn võ sĩ trẻ và những người đam mê cái môn võ này được tập luyện và phát triển mình để cố gắng vươn, võ sĩ Việt Nam mình cũng có thể vươn ra được thế giới đúng không? Dạ. Và cũng có nhiều võ sĩ Việt Nam mình vươn ra thế giới rồi chứ đúng không? Dạ, chỉ mới tầm châu Á à, tầm châu Á. Tầm châu Á là đỉnh lắm rồi đấy. Ở trận đấu sắp tới, Quân có cần phải trải qua giai đoạn ép cân không? Dạ, giai đoạn ép cân thì nó là một cái mà không võ sĩ nào, vận động viên nào cũng phải trải qua, và nó ai cũng phải sợ, ai cũng mạnh mẽ cái nào cũng phải sợ nữa. Thế
ở những trận đấu trước ấy, Quân chiến thắng nhưng không nhận ít sát thương từ đối thủ. Vậy thì cái lỗi sợ sát thương ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của mình? Dạ thì không riêng em mà nhiều vận động viên, nhiều vận động viên và võ sĩ khác thì đều rất là sợ chấn thương. Từ cái sát thương của đối thủ nó gây ra chấn thương của mình đúng không? Dạ đúng anh, do môn em thì đối kháng rất là cao thì nó sẽ ảnh hưởng vào bộ não vào các kiểu, và ngoài cái đó ra thì còn có gì chằn do đấm va nhiều. Mà do cái y tế của Việt Nam mình nó còn chưa có được như nước ngoài thì khi mà nếu mà chấn thương mà không được đem ra nước ngoài điều trị con xong một xong một quá trình vận động viên đã từ sự nghiệp luôn. Dạ đúng. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu mong muốn của mình đã bị dở dang bởi cái đấy. Dạ. Cái đấy nó cũng ám ảnh nhiều chứ không? Dạ. Ám ảnh, nó ám ảnh luôn. Không nói không, nói không nên lời. Ok. Đối với những người chưa từng xem Quân thi đấu ấy, thì Quân muốn cho mọi người xem cái trận nào nhất? Em nghĩ là cứ mọi người cứ xem những trận gần nhất của em. Gần nhất thì vâng. Và sau đó xem lại những trận xa nhất sẽ thấy em phát triển qua từng ngày từng ngày. Có nghĩa là sự khác biệt của mình, trưởng thành của mình qua những cái giải đấu. Yeah. Hiện Quân có mang theo chiếc đai vô địch của mình, vô địch châu Á của mình không? Dạ em có, em có mang đây. Cho mình xem thử không? Đây mình cũng ok, cho mình xem thử nhá. Nhìn nó như kiểu vali hạt nhân đi nhở? Có cái nút bóng ở trong này nữa. Đúng rồi. Wow. Ủa, ui nặng thế. Nặng. Cái này có vẻ vàng thật không? Theo được biết này thì là mạ vàng á. Mạ vàng rồi. À, lớp ngoài vàng 12. 12 carat. À có nghĩa là lớp ngoài cũng là vàng thật. Dạ đúng. Ừ. Còn thế bên trong nó là gì? Dạ, trong thì là nghĩa là da. Long. Ở ngoài thì nó là da. Quân thử cân này lên bao giờ chưa? Em chưa, nhưng mà em thấy nó là nặng hơn những cái đai những người đàn anh trước của em đạt được WBA, WBC đó. Tại em có được cầm thử qua một lần thì em thấy cái này nó nặng hơn nhiều. Nặng hơn nhiều, đúng. Dạ. Mình cầm thì mình thấy nặng mà. Nặng thật. Đẹp đấy chứ. Đây là con gì nhỉ? Con đại bàng. Con đại bàng. Dạ. Nhưng mà dễ nghĩ thì em cũng không rõ tại sao lại để con đại bàng. Đây là cái đai gọi là vô địch châu Á hạng cân bao nhiêu? Dạ, hạng 61kg, hạng nhẹ. Hạng nhẹ, 61kg. Wow. Nhìn chất ạ. Dạ. Nhìn rất là chất. 10 năm chỉ chờ, coi như là cố gắng nhiều hơn. Bên mình được biết ý, thì trận đấu sắp tới của Quân đối thủ sẽ là đối thủ Junet. Thì bây giờ bên mình đã chuẩn bị một số tư liệu để cho mọi người cùng xem lại. Chiến thuật cho cái trận đấu sắp tới của Quân ấy, thì Quân có cái chiến thuật gì không? Chiến thuật của em hiện tại thì là vô chiêu thắng hữu chiêu. Không có chiến thuật gì, cứ lên là đánh thôi. À ok, dạ. mình hiểu. Cũng có thể ở đây là Quân đang không muốn nói ra, sợ cái đối thủ người Philippines của mình là biết được đúng không? họ muốn đánh thắng Quân thì họ phải học tiếng Việt để biết được chiến thuật của Quân khi mà Quân trò chuyện nói chuyện với mọi người khác đúng không? Sợ điều đấy đúng không? Có phải sợ điều đấy không? Cũng có anh, tại do khi mà mình nghiên cứu lối đánh của bạn trên mạng thì bạn cũng sẽ xem lại những trận mình thi đấu để hai bên nghiên cứu qua nghiên cứu lại. Khi mà mình nói ra nhiều quá giống như lộ bí mật quân sự. Thì có nghĩa là trong quá trình mà đối thủ của Quân nghiên cứu Quân thì họ sẽ học được tiếng Việt, xong rồi họ xem được clip lại thì có thể là Quân nói ra lộ họ biết đúng không? Có thể sẽ gạt. Quân có thể giải thích một chút về kỹ thuật đấm và di chuyển của mình được không? Dạ thì em thì học rất là nhiều thầy, và học thì ba thầy Liên Xô là chủ yếu em học nhiều. Và em xem trên mạng về lối di chuyển của Cuba và cái cách phòng thủ thi đấu của Mỹ, nên là em là một cái trộn nhiều thứ lắm, nói chung là trộn nhiều thứ nó mới ra được đến Đông Quân. Dạ. Có nghĩa là mình được chuyên gia chỉ dạy hay là mình chỉ xem trên mạng? Dạ trước thì ở đội tuyển quốc gia ở
trung tâm quốc gia Đà Nẵng thì có mời chuyên gia Kazakhstan về giảng dạy. Dạ, thì em cũng đã học được thầy, cái đó là đầu tiên mà em học được về Liên Xô. Rồi sau đó thì em được khi mà về thi đấu câu lạc bộ Cocky Buffalo thì được thầy Nga và thầy Uzbek giảng dạy thêm. Có nghĩa là những người thầy, những người Nga người ta sang bên mình. Dạ đúng, anh được câu lạc bộ mời sang, mời sang để chỉ dạy cho mình. Chỉ dạy. Dạ đúng. Theo mình ý, thì quá trình ép cân rất là nguy hiểm, thậm chí là có võ sĩ từng mất mạng. Quân có sợ điều đấy không? Thì ép cân thì võ sĩ nào cũng khá là sợ cái đó, không riêng ngoài em luôn. Thì em thấy nó là trong cái rủi ro em chấp nhận được, vì cái đó là như một cái nghiệp của võ sĩ, không thể né cái đó ra được. Có nghĩa là cái điều đấy là dường như điều bắt buộc mình phải chấp nhận. Dạ, giống như em có xem được một cái clip trên YouTube của nhà vô địch người Nga là Khabib Nurmagomedov. Thì anh có nói là trước khi mà muốn giành cái đài thì phải vượt qua chính mình, là không phải ngay cái ngày mà thi đấu đâu, mà là cái ngày mà trước khi lên cân. Đó là cái ngày là ở trong địa ngục. Dạ. Có nghĩa là quá trình ép cân nó giống như kiểu là rất là địa ngục luôn, giống kiểu tại cảm giác mình không được ăn, mình cũng không có được uống, thì có trong người mình thận gan đồ nó làm việc, dùng từ dễ hiểu là quá tải. Dạ. Thế có nghĩa là mình không được ăn, không được uống, thì có nghĩa mình vẫn phải nạp một chút năng lượng vào trong người mình chứ, đúng không? Nó ít hơn mức bình thường của một người trưởng thành trung bình được cho phép là 2.000 calo một ngày. Này thì chỉ còn lại tầm 1.000 hoặc là có khi 800. Dạ. Thế thì có nghĩa là lúc nào mình cảm giác trong người mình rất là đói, đúng không? Dạ, rất là dễ cọc anh. Rất là nóng, rất là dễ cọc. Để em biết đói bụng nó khó chịu lắm. Đói bụng là khó chịu rồi, dễ cọc không? Vậy chia sẻ một chút này, thế giả sử ấy, quá trình ép cân của mình mà thất bại ấy, thì khi mình mà lên sàn đấu ấy, thì có điều gì xảy ra không? Hay là nó phải như nào? Dạ thì mình sẽ phải chấp đối thủ gân, là mình sẽ phải đánh gân lớn hơn. Đối thủ đánh gân 8 ounce thì mình phải đánh gân 10 ounce. Là cái đòn mình khi mà đấm ra thì nó sẽ lại chậm hơn đối thủ. Thì tiền thì mình cũng phải cái tiền mà mình được nhận, đúng rồi, tiền giải thưởng được nhận thì cũng sẽ phải chia 30% qua cho đối thủ, tại mình đã bị lố cái cân nặng cho phép. Thì có nghĩa là nó chỉ có nghĩa là nó xảy ra cái trường hợp là mình phải chấp găng này, chấp găng và mình phải nhường 30% tiền thưởng của mình cho đối thủ. Yeah. Nếu như mình quá cân. Dạ đúng. Thế người ta có luật, theo luật mình thì không hiểu rõ lắm, thì trong theo luật ấy, thì cái lượng quá cân ấy nó có giới hạn không? Giới hạn là quá bao nhiêu cân không? Dạ nếu nó là một trận đấu không tranh đai mà ở Nga hoặc Uzbek, những cái chỗ mà nó đã gọi là lâu đời với cái boxing này rồi á, thì mức cho phép là trong khoảng 200g độ. 200g. Dạ. Có nghĩa là chỉ trong 200g nó có nghĩa là 1/5 của một cân. 1/5 của một cái ký. Dạ đúng rồi. Thế thì nó quá, dường như là chỉ cần khoác cái áo lên thôi nó đã quá rồi chứ, đúng không? Dạ, dạ đúng. Còn nếu mà nó là một cái trận tranh đai á, thì là không cho phép quá cân. Dạ, nếu mà anh thi đấu mà vẫn tiếp tục thi đấu thì cho dù anh thắng anh cũng không được nhận đai nữa. Có nghĩa là mình vẫn được thi đấu nhưng thắng lại không được đai. Dạ đúng. Cũng gắt gao nhờ. Rất là gắt gao. Bảo sao là nhiều võ sĩ rất là sợ ép cân, đúng không? Dạ đúng. Võ sĩ nghe ép cân là lắc đầu. Ok, mình hiểu. Một ngày Quân dành bao nhiêu thời gian để luyện tập? Dạ một ngày em luyện tập trung bình thì là 4 tiếng, 2 tiếng buổi sáng và 2 tiếng buổi chiều. 4 tiếng. Bây giờ ví dụ nhé, giả sử ấy, Quân không còn là võ sĩ chuyên nghiệp nữa ấy, thì Quân sẽ làm công việc gì? Em nghĩ nếu mà em không còn là võ sĩ chuyên nghiệp nữa thì em sẽ chuyển hướng công tác huấn luyện, vì cái đam mê mà giảng dạy của em nó vẫn, cái đam mê về võ thuật của em nó vẫn còn hoài. Thế bây giờ giả sử mình không được làm công việc có liên quan đến võ thuật nữa thì công việc mình lựa chọn sẽ là gì? Dạ em sẽ về phụ ba mẹ em bán cơm. Bán cơm tấm. Dạ đúng. Do nhà em thì mẹ cũng bán cơm từ khi em còn nhỏ, xe cơm nuôi em tới giờ luôn. Thì chắc nếu mà không làm nữa chắc về phụ mẹ. Thế cái sự nghiệp võ thuật của mình ấy thì gia đình có đồng ý hay là gia đình có ủng hộ không? Dạ trước thì cũng không được ủng hộ nhiều anh.
em còn phải trốn đi trốn ra ngoài ở riêng để em được tiếp tục chơi với cái môn này. Sau mà khi mà giành được cái đai rồi, sau đó em mới quay về nhà từ 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 còn trước đó thì em ở riêng ở ngoài luôn. Có nghĩa là khi mình đã giành được cái thành quả đấy và cái cho mọi người nhìn nhận mình với cái theo góc độ khác thì lúc ấy mình mới về được được về nhà. Dạ đúng rồi. Kiểu như do trước đó thì bà ngoại thì lo cho em, thì cũng không có muốn em là kiểu như là phải, ngoại dùng từ là sinh nghề tử nghiệp á, thì đánh ta có ngày người ta cũng đánh lại, mà đánh Lại này đánh qua đánh lại sợ em lại bị chết này kia, bị chấn thương não này nọ, thì em kêu làm kiếm cái khác đi, cũng ra tiền mà, này sao ra tiền được. Em cũng kiểu như còn trẻ trâu mà thì cố chứng tỏ là cái này vẫn có thể ra tiền được, đánh đấm vẫn có thể ra tiền được. Không, mình nghĩ không phải trẻ trâu đâu, đây là cái liền đam mê nó ăn vào máu rồi thì rất là khó bỏ đúng không? Rất là khó từ bỏ chứ không không phải là trẻ trâu, đây là cái niềm đam mê thực sự trong con người mình. Nghĩa là mình làm cái công việc này mình mới cảm thấy vui, mới cảm thấy yêu đời, mới cảm thấy mình muốn sống tiếp. Dạ đúng Theo Quân thì ngồi thiền có tác dụng gì với boxing không? Theo em thì ngồi thiền không có chỉ tác dụng với boxing mà nó tác dụng vô trong đời sống hàng ngày của mình nữa. Nó cho em là em đang ngồi đây mà em không phải suy nghĩ về việc buổi sáng em làm gì hay là buổi trưa tiếp tới em sẽ làm gì, mà Nó em chỉ tạo có cho ngồi. con người mình bình tĩnh hơn trong cuộc sống, Dạ đúng, anh sống chậm lại, sống chậm lại, sống chậm lại. suy nghĩ sâu lắng hơn. Dạ đúng. Võ sĩ Mayweather từng nói các đai chỉ là phụ thôi nhưng mà tiền mới là điều quyết định. Quân nghĩ sao với câu nói này của võ sĩ đó? Theo em thì đam mê thì nó phải đi chung với tiền, nhưng mà một nhà vô địch thật thụ thì nó phải nằm ở trái tim và Chi cái nào? chi chi não. Nhưng như vừa nãy Quân từng chia sẻ quá trình mà Quân mới gọi là kết thúc hợp đồng ấy thì rất là bơ vơ, gọi là lúc đấy dường như là mình đang không có tiền ấy, thì cái lúc đấy suy nghĩ của Quân nó có khác bây giờ không? Dạ có anh. Nó suy nghĩ của em lúc đó thì chỉ cố gắng kiếm sống qua ngày thôi, đi dạy khách PT rồi xong rồi đi phụ lớp ở câu lạc bộ để kiếm sống qua ngày thôi, cũng chẳng nghĩ gì nhiều về cái đai đai này đai nọ. Đến khi được anh Nguyễn Ngọc Hải, thì là đàn anh của em ở đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh, thì kêu em vào sang câu lạc bộ có cây Buffalo tập. Thì tới từ lúc đó mà khi mà bước chân vào câu lạc bộ á, thì được lúc nào cũng được ông bầu Kim Sang Bum của em á tin tưởng, đặt niềm tin vào em, thì để em có được ngày hôm nay, có được chiếc đai này. Thì qua câu chuyện Quân vừa kể thì thực sự là tiền nó có ảnh hưởng được một chút về cái vấn đề này đúng Dạ vẫn có anh, có ông bà mình kêu mà có thực mới giật được đạo đó không? Ok Quân. Đối với những bạn mà có niềm đam mê và ước mơ một lần được đứng trên võ đài chuyên nghiệp ấy thì Quân có cái lời khuyên gì dành cho các bạn hay không? Lời khuyên của Quân muốn gửi đến các bạn là khi mà mình đã tập với một người thầy nào đó thì mình nên tin tưởng và luôn đặt niềm tin vào người thầy đó, đừng nên lên mạng rồi xong rồi lại hỏi này hỏi kia rồi xong là mình lại mất niềm tin với cái thầy mình sẽ lại đặt những câu hỏi khó hiểu cho thầy mình. Đó là lời khuyên của em. Có nghĩa là mình nên tin tưởng cái người chỉ bảo chỉ dạy cho mình đúng Dạ đúng rồi. không? Ok, cảm ơn Quân đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn Quân rất là nhiều. Dạ.